Hà Dư Mân, mỹ nhân Lương Sơn Bá quỳ gối xin lỗi chồng đại gia, ăn ít sống để lấy tiền nuôi con. Bộ phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài phiên bản 1999 là để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng khán giả. Bộ phim đã đưa tên tuổi của nhiều diễn viên lên hàng sao đình đám. Hai diễn viên chính là La Chí Tường, Lương Tiểu Bằng, Một Đêm Thành Sao. Kéo theo đó là nhiều nhân vật phụ cũng được mở ra nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn trên con đường tham gia showbiz. Điển hình như nữ diễn viên Hà Dư Mân, người đảm nhiệm vai Như Ý trong Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, đã gây xôn xao dư luận khi tiết lộ về cuộc sống cơ cực của mình, dù rằng từng lấy đại gia và đang có hai người con. Hà Dư Mân, sinh năm 1977, là diễn viên, ca sĩ, MC của Đài Loan. Cô góp mặt trong một vài bộ phim tiếng tăm và có khá nhiều thành tích với vai trò người dẫn chương trình. Tuy nhiên, năm 2000, sự nghiệp của cô bắt đầu xuống dốc sau khi bị phát hiện sử dụng chất cấm. Sau đó, cô quay lại làng giải trí, nhưng khán giả không đón nhận. Cô nhận nhiều lời chê bai, thậm chí bị đặt danh hiệu MC nhạt nhẽo nhất khi dẫn chương trình Khang Hy Đến Rồi. Trong lúc khó khăn, Hà Dư Mân nỗ lực làm việc và trở thành một giáo viên yoga có tiếng, thậm chí còn xuất bản sách về yoga vào năm 2009. Tháng 7 năm 2012, Hà Dư Mân kết hôn với doanh nhân giàu có tên Thiệu Thiên Thành, chỉ sau nửa năm hẹn hò. Cô sinh cho chồng hai cô con gái và có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Tuy nhiên, vào năm 2018, cuộc hôn nhân của Hà Dư Mân bắt đầu trục trặc. Nữ diễn viên cho biết khi mình đang đau khổ, gặp nhiều áp lực vì hàng loạt biến cố gia đình khi cha qua đời, mẹ bị bệnh rồi gặp phải tai nạn giao thông, thì ông xã cô lại chẳng thèm quan tâm đến vợ, từ chối bỏ ra 15 phút mỗi ngày tâm sự với cô, dành hết thời gian để chăm sóc con cái. Hơn nữa, hai vợ chồng còn nhiều lần tranh cãi về vấn đề dạy dỗ các con. Thiệu Thiên Thành cho rằng con gái còn nhỏ, hệ thống miễn dịch kém, dễ bị bệnh khi đến trường. Còn Hà Dư Mân lại muốn cho con nhanh chóng làm quen với môi trường xung quanh. Ai ngờ ngay tháng đầu tiên đi học, con gái Hà Dư Mân đã bị bệnh, cô phải quỳ gối xin lỗi chồng. Đầu năm 2020, cặp đôi này chính thức đường ai nấy đi, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm. Hà Dư Mân nghẹn ngào cho biết, nguyên nhân ly hôn là vì quan điểm khác nhau giữa hai vợ chồng. Trong khi cô muốn được yêu thương che chở hết mực, thì ông xã lại không đoái hoài gì đến cô. Thứ anh cần chỉ là một người vợ, người mẹ của đàn con. Anh phớt lờ mọi nhu cầu được âu yếm chăm sóc của bà xã. Điều đáng nói, dù đã ly hôn, họ vẫn giữ mối quan hệ, cùng nhau nuôi con và thậm chí còn cùng chung sống trong một tòa nhà ở hai tầng khác nhau. Trong một show truyền hình, Hà Dư Mân khiến dân tình xôn xao khi tiết lộ quá khứ, bất chấp làm mọi việc để có tiền nuôi con. Nữ MC chia sẻ, mình sẵn sàng nuốt sống 35 quả trứng, ăn thịt ít sống để kiếm tiền cho con gái một cuộc sống tốt hơn. Hà Dư Mân bộc bạch kỹ càng hơn rằng, trước đây cô từng nuốt 35 quả trứng gà sống khi tham gia một chương trình nhưng không gặp vấn đề về sức khỏe. Nữ diễn viên 43 tuổi cho rằng, thịt ếch và trứng gà cũng mềm như nhau nên hoàn toàn có thể ăn được. Bà mẹ hai con cho biết, sau khi sinh con, cô chẳng hề sợ hãi bất cứ loại côn trùng nào, thậm chí còn từng đập dán bằng tay không, bắt thằng lằn cho con gái chơi. Trong khi cư dân mạng suýt xoa khen ngợi sự dũng cảm và sẵn sàng hy sinh vì con gái của Hà Dư Mân, thì cũng có người mỉa mai cô chỉ là màu, phát ngôn gây sốc để thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, có một điều mà nhiều người xót xa nhận định rằng, cứ ngỡ mỹ nhân Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài sẽ có cuộc sống viên mãn, được nhiều người ngưỡng mộ. Vậy nhưng đằng sau cuộc sống hào môn lại là nhiều đắng cay, tủi nhục mà chỉ có người trong cuộc mới thấu.